Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ sáng sủa ngày 30 tháng 10 đến sáng sủa 31 giây 10, tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt đã xảy ra một trận lốc xoáy với cường độ rất mạnh lúc rạng sáng sủa hôm nay tại địa bàn huyện Mộ Đức. Tại hiện trường, tòa tháp của người dân ngổn ngang, cây cỏ bị gãy đổ, nhiều mái nhà bị lốc cuốn ngói lợp phăng số lượng lớn, nhiều nhà bị lốc cuốn trống quát. Ảnh Nguyễn Ngọc. Tại buôn bản Đức Minh, lốc xoáy đã khiến cho 71 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng trĩu, 3 người bị yêu quý, nhiều diện tích hoa màu và rừng phòng hộ dân hồ bị trượt đổ. Một ngôi nhà bị hư hại sau trận lốc. Ảnh Nguyễn Ngọc. Cùng lúc, tại buôn bản Đức Phong, lốc xoáy cũng làm tốc mái, hư hỏng nặng trĩu khoảng 125 mái nhà của người dân trong buôn bản. Tại buôn bản Đức Lân, lốc xoáy cũng làm 78 ngôi nhà bị tốc mái. Chính quyền địa phương đã cử các lực lượng đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Ông Nguyên Mậu Quốc kể lại cảnh lốc xoáy sợ hãi hoàng. Ảnh Nguyễn Ngọc. Ông Nguyễn Mậu Quốc, 60 tuổi, trú buôn bản Tú Sơn 1, buôn bản Đức Lân, huyện Mộ Đức vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại, lúc đó khoảng gần 1 giờ sáng sủa ngày 31 tháng 10, gia đình tôi đang ngủ thì bất thần ngói rớt rầm rầm xuống đầu giường. Toàn dậy thì thấy ngói bay đầy nền nhà, vừa bước ra khỏi cửa nhà thấy lốc xoáy khủng khiếp, cây cỏ trong giường trượt đè lên cả nóc, tôi sợ hãi quá liền dội kêu gia đình thức giấc, chạy thanh lịch nhà bên để tránh. Cũng theo ông Quốc, khi lốc xoáy dịu dần, ông liền chạy qua nhà kho bên cạnh thì thấy cảnh trống trơn, bao nhiêu lúa gạo dự trữ không kịp di dời giờ bị ngấm nước mưa hư hỏng hết. Cạnh nhà ông Quốc không xa, vợ chồng bà Phạm Thị Nuôi cũng đang khẩn trương gia cố lại tòa tháp dưới cơn mưa xối xả như trút nước. Bà cho biết từ trước tới giờ chưa khi nào bà chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy. Lốc vào hất bay gần hết mái ngói lẫn lớp la phong tôn khiến hai vợ chồng phải dội chui xuống gầm bàn để trốn. Đang ngủ ngon, đột nhiên nghe gió rít rồi tiếng rầm rầm, tôi liền dội chạy ra sau nhà thì thấy tòa tháp toang quang, chuồng trại bị sâu trượt hết. Heo, gà chết nằm la liệt. Tôi quả lùa những con còn tồn tại vào trong nhà. Khắp nhà đều sũng nước chẳng có chỗ nào để nằm, đành thức chờ trời sáng sủa. Sáng dậy bà con quanh nhà ai cũng bị hết, đều bị tốc mái, bà Nuôi vừa khóc vừa kể. Sau lốc, người dân liều mạng dầm mình dưới mưa sửa lại mái nhà để có chỗ trú thân. Ảnh Nguyễn Ngọc. Thống kê sơ bộ của huyện Mộ Đức, có đến 447 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 5 và lốc xoáy rạng sáng sủa nay. Ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Lực lượng tính năng giúp dân khắc phục thành tựu. Ảnh Nguyễn Ngọc. Sau cơn lốc xoáy, lực lượng tính năng huyện Mộ Đức và các địa phương bị thiệt hại tập trung khắc phục thành tựu, kiểm tra thực tế nhà dân, hoa màu và thống kê thiệt hại, đồng thời giúp người dân khắc phục tạm thời để ổn định cuộc sống. Lực lượng cảnh sát giao buôn bản cũng đã có mặt kịp thời để phát dọn những cây trượt ra quốc lộ 1A để đảm bảo bình yên giao buôn bản cho các phương tiện qua lại. Ảnh Nguyễn Ngọc. Nước ngập sâu, chia cắt nhiều nơi tại Quảng Ngãi. Bão số 5 suy yếu hèn thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện bát ngát ở tỉnh Quảng Ngãi đã khiến nhiều địa bàn bị nước ngập chia cắt, cô lập giao buôn bản. Tại huyện miền núi Sơn Hà, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt hoàn toàn, nhiều ngôi nhà tốc mái, hàng trăm hecta cây cỏ của nông dân bị nhấn chìm trong nước. Vào lúc 6 giờ sáng sủa ngày 31 tháng 10, tại cầu Tràng Thạc Nhâm và cầu Sơn Giang qua Sơn Linh, cầu Sơn Kỳ đã ngập sâu, một số sông suối nhỏ tuổi ở các buôn bản Sơn Nhâm, Sơn Linh, Sơn Cao, Sơn Thủy huyện Sơn Hà bị ngập, cô lập tổng thể một số khu vực. Mực nước trên sông Dệ tại trạm sông Dệ, đô thị sông Dệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi là 4,8 mét, trên mức báo động 3 là 0,3 mét. Ảnh Nguyễn Ngọc. Các buôn bản Sơn Nhâm, Sơn Linh, Sơn Cao bị chia cắt hoàn toàn. Tuyến đường tòa án huyện Cà Tu bị sạt lở, cầu Tà Mang một tuyến đường Di Lăng Sơn Bao bị hư hỏng nặng trĩu. Đến trưa cùng ngày, mưa kế tiếp trút xuống ở khu vực Di Lăng và các buôn bản phía tây nam huyện, nước sông re lên nhanh, các cầu nhỏ tuổi như Tà Mưng Sơn Thủy, cầu Đôi Sơn Hải, trên tuyến Di Lăng Sơn Ba bị ngập nước, cầu sông Vinh Di Lăng, mực nước cách mặt cầu 0,5 mét. Nhiều khu vực đã bị cô lập do nước lũ. Ảnh N. N.
mưa bão đã làm hư hỏng 9 ngôi nhà tại Sơn Hà, trong đó 3 nhà ở buôn bản Gò Ra, buôn bản Sơn Thành bị cây trượt đổ đè, làm hư hỏng mái nhà, 4 nhà ở buôn bản Tà Bi, buôn bản Sơn Thủy, 1 nhà ở Sơn Trung và 1 nhà ở Sơn Giang bị tốc mái. Có khoảng 120 hectare khoai mì sắn và keo bị trượt đổ. Từ đêm tối trước, tổng thể huyện Sơn Hà bị mất điện, ngành điện hiện đang khắc phục. Thị trấn Di Lăng huyện Sơn Hà đã theo dõi và tổ chức di dời 6 hộ ở khu vực nước Niêm có nguy cơ bị sạt lở cao đến nơi bình yên. Nước lũ cô lập nhiều con đường ảnh nợ. Trước tình hình này, lực lượng tính năng huyện Sơn Hà và các địa phương đã triển khai lực lượng để chốt chặn, không cho người dân qua lại. Nhiều con đường giao buôn bản ở huyện miền núi Sơn Hà bị chia cắt tổng thể ảnh cờ. Ông Nhâm Xuân Sĩ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng cho biết đến chiều nay ngày 31 tháng 10, mực nước trên các sông Dệ, Trà Câu vẫn đang lên. Những huyện miền núi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất như Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà và Minh Long. Ngập lụt đã xảy ra trên diện bát ngát ở vùng trũng thấp, ven sông một số địa phương thuộc các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Bình Định, kè bị sóng tấn công sập uy hiếp nhiều hộ dân. Trưa 31 tháng 10, Tiền Phong ghi nhận tình hình thiệt hại do mưa bão tại vùng Hồ Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau bão số 5, sóng lớn kèm theo gió mạnh vẫn còn xảy ra tại khu vực này. Bão, sóng lớn đã tấn công sập nhiều ngôi nhà của người dân tại đây. Sóng lớn cũng đã tấn công sập nhiều đoạn bờ kè dài hàng trăm mét. Lúc đó người dân ở đây được sở tản đi, trời tối và cúp điện nữa. Khoảng 7 giờ 30 thằng con rể của tôi ra xem thì thấy sóng tấn công sập hết rồi. Giờ đồ đạc trong nhà bị vùi lấp ở trong đó, chưa khiêng được gì ra cả. Bảo năm nay sóng tấn công to quá, cũng hơn 20 năm rồi mới thấy cái cảnh này. Bà Ngô Thị Liên 64 tuổi, buôn bản Hải Nam, buôn bản Nhân Hải, một trong những người có nhà bị sóng tấn công sập, cho biết. Theo ông Trần Văn của 48 tuổi, lúc 8 giờ thì sóng ồ ạt tấn công vào, đến lúc hơn 10 giờ thì sóng bắt đầu tấn công mạnh, tổng thể đoạn kè phía trước nhà của ông bị sóng tấn công sập. Sóng tấn công cao lên trên cả mái nhà. Nhà tôi thì may mắn, chỉ bị thiệt hại ít. Nước tạt vào nhà chỉ làm ướt một số đồ đạc, không đáng kể. Sáng ngày chính quyền cũng đã xuống kiểm tra tình hình, người dân cũng đã xúc cát vào các bao để gia cố tạm, ông cũng nói. Chiều cùng ngày ngày 31 tháng 10, báo cáo của Ủy ban Nhân dân buôn bản Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết địa phương trực tiếp bị ảnh hưởng của cơn bão số 5. Theo thống kê, hơn 100 mét kè chắn sóng bị hư hỏng nặng trĩu, hơn 500 mét đường bê tông ven hồ bị hư hỏng nặng trĩu, bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại 1 cái, lồng nuôi tôm hùm bị thiệt hại 6 cái tổng 70 con, trường tiểu học, trạm y tế bị tốc mái. Đặc biệt, có 14 ngôi nhà bị sập và 5 ngôi nhà bị tốc mái. Ước tính thiệt hại 5 tỷ đồng. Một số hình ảnh Tiền Phong ghi nhận được. Nhiều ngôi nhà bị sóng tấn công sập. Ảnh trờ, định. Hơn 100 mét kè chắn sóng bị tấn công sập hoàn toàn. Ảnh trờ, định. Thôn Hải Nam, buôn bản Nhân Hải. Ảnh trờ, định. Người dân phải dùng bao cát để gia cố tạm thời. Ảnh trờ, định. Đến trưa ngày 31 tháng 10, người dân tại đây vẫn đang kế tiếp gia cố tòa tháp. Ảnh trờ, định. Sóng tấn công sập vào trong nhà. Ảnh trờ, định. Nhiều hộ dân tại đây đang đối mặt với những nguy hiểm sau khi một số đoạn kè chắn sóng bị tấn công sập. Ảnh trờ, định. Người dân gia cố tòa tháp. Ảnh trờ, định. Kè hồ bị tấn công sập. Bão số 5, bí khu neo đậu, nhiều tàu bị trôi, mắc cạn. Ngày 31 tháng 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương ứng phó với tình hình mưa lũ sau bão số 5, khác lạ là nguy cơ cao lũ quét, sạt lở, hồ chứa xả lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
các địa phương đã sơ tán gần 20.000 người dân ở khu vực nguy hiểm, chủ yếu hèn ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, di dời, gia cố 2.462 lồng bè với gần 9.300 người vào nơi bình yên, nhắn hơn 7,7 triệu tin nhắn cảnh báo bão, mưa lũ đến người dân dùng ảnh hưởng. Theo ông Hoài, có 7 tàu vận tải 70 thuyền viên tại cảng Quy Nhơn Bình Định bị trôi. Hiện còn một tàu bị mắc cạn, một tàu thả trôi những vẫn giữ liên lạc, 5 tàu đã khắc phục đảm bảo bình yên. Ngoài ra, có 70 tàu cá tàu gỗ, loại vừa và nhỏ tuổi neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn bị đứt neo, bị dồn xô, va đập. Đến nay có 25 tàu được khắc phục và đi vào nơi neo đậu bình yên, còn lại 45 tàu đang được hỗ trợ xử lý. Có một tàu 3 người bị trôi ra ngoài cảng đã được cảng vụ cứu giúp hộ bình yên về người. Theo ông Hoài, sau cơn bão, công tác ứng phó bộc lộ nhiều bất cập, khác lạ là việc quản lý, sắp xếp, neo đậu tàu thuyền. Bài học về cơn bão Damri tháng 11 năm 2017 gây thành tựu rất nặng trĩu ở miền Trung, khác lạ cảng Quy Nhơn, nhưng lần này vẫn bị. Ở trên hồ, chúng ta làm tốt câu kêu gọi tàu thuyền, nên thiệt hại ít, nhưng khi tàu thuyền về nơi neo đậu lại bị trôi, chìm. Công tác trực ban ở ban chỉ huy các tỉnh rất hạn chế, khác lạ là số liệu, gây gian trung cho công tác chỉ huy điều hành, ông Hoài nói. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch tỉnh Bình Định cho biết, vịnh cảng Quy Nhơn chỉ chứa được 50 tàu vận tải. Nhiều tàu trong cơn bão số 5 không cho neo đậu ngoài phao số 0 như trước đây mà phải chỉ huy đi chuyển thanh lịch khu vực khác để đảm bảo bình yên. Tuy nhiên, do sóng lớn 4-5 mét, nên tình trạng tàu đứt neo, trong đó 4 tàu Việt Nam và 1 tàu Panama. Cũng theo ông Dũng, Bình Định có trên 7.000 tàu cá, nhưng khu neo đậu rất ít, không đủ sức chứa, nhiều tàu vào cũng không có chỗ neo. Ông Mai Văn Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, trong chiều và đêm 31 tháng 10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa tầm thường 150-250 đợt, có nơi trên 300 đợt, ngày mai mưa giảm. Còn từ ngày 1 đến 2 tháng 11, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, lượng mưa tầm thường 200-300 đợt, có nơi trên 400mm, ở Thanh Hóa mưa 50-100 đợt. Từ ngày 4 đến 5 tháng 11 trở đi, mưa lớn có trình độ hiện ra quay về ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Một tàu hàng bị sóng tấn công trôi dạt ở Bình Định. Do mưa lớn, nguy cơ tai biến địa chất xảy ra trên phạm vi Bắc Ngát, nhất là sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, ngập lụt sâu diện Bắc Ngát tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ngoài ra, theo ông Kim, từ 5 đến 10 tháng 11 hiện ra giải hội tụ nhiệt đới rất lớn, nên từ ngày 6 đến 8 tháng 11 trình độ hiện ra bão, gây mưa lớn ở miền Trung, nhất là khi liên minh với không khí lạnh. Đợt mưa này khá tương đồng với mưa lớn kỷ lục ở miền Trung năm 1999, lượng mưa tới 300-500mm, thậm chí mưa trên 500, ông Kim nói. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét, công tác dự báo, ứng phó đã cải thiện, bão chưa gây thiệt hại về người, nhưng khâu chỉ huy còn lúng túng, nhất là khâu neo đậu tàu thuyền ở Quy Nhơn. Cần bố trí chỗ để neo đậu tàu thuyền, vào đến cảng rồi mà vẫn bị trôi, mắc cạn, nếu bão lớn thì liệu các thuyền viên có bình yên không? Phó Thủ tướng nói. Theo Phó Thủ tướng, thời gian trình độ sẽ hiện ra bão và mưa lớn. Do vậy, Ban Chỉ huy Trung ương và các địa phương theo dõi sát sao mưa lũ sau bão và có giải pháp ứng phó. Phó Thủ tướng xem xét, các địa phương hỗ trợ người dân bị nạn, thiệt hại, hỗ trợ bà con có chỗ ở, sớm khắc phục trường học, cơ sở y tế, giao buôn bản để đáp ứng người dân. Đây là khu vực dốc lớn, hồ chứa mà sự cố thì rất nguy hiểm, Phó Thủ tướng cảnh báo. Nhiều chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng bão số 5 ngày 31 tháng 10, hãng hàng không VietJet Air kế tiếp có buôn bản báo điều chỉnh khai thác do ảnh hưởng của bão số 5 Atmo tại khu vực Nam Trung Bộ. Cụ thể, VietJet Air xong xuôi khai thác các chuyến bay 126, 183 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, 128 chặng thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách của hãng và chuyển thanh lịch các chuyến tiếp theo. VietJet Air cũng quyết định lùi giờ khởi hành các chuyến bay trong ngày 31 tháng 10 giữa thành phố
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Seoul, Hàn Quốc và Nha Trang, các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn, Chu Lai. Một số chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày của hãng cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền và được điều chỉnh lịch khai thác. Theo đại diện JetJet Air, hãng đã buông bản tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền buông bản, qua điện thoại, tin nhắn, đồng thời khách hàng nên tạm thường xuyên cập nhật buông bản tin chuyến bay tại website JetJet.com, một thông tin chuyến bay. Tại đây, hành khách có thể dùng code vé để tra cứu giúp trọn vẹn và đúng mực về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại. Theo thống kê sơ bộ của Sở Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên cho hay, bão số 5 quét qua Phú Yên vào đêm 30 tháng 10 làm ngôi 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 14 nhà thiệt hại từ 30-50%, 12 nhà thiệt hại dưới 30%, 40 hecta lúa, hoa màu bị ngập, trượt đổ, sạt lở đất đá ở kênh mương, đập và tòa tháp thủy lợi với khối lượng 1.023. Nhiều khu vực mất điện, đến trưa 31 tháng 10 vẫn chưa được khôi phục tổng thể.